Tao nói buồn ghê vậy. Cứ xem vòi lướt không mà không thương không nghĩ chút tình chứ. Thêm vô đi cho con người ta có động lực đâu, hứng thú đâu. Đấy người ta còn làm clip tiếp theo nữa. Lướt hoài. Buồn ghê luôn ấy. Nhớ nha. Tìm vô, follow vô, comment được vô, nhiều vô. Vậy người ta mới có động lực để làm video TikTok rồi hay hơn chứ. Nhớ nha. Vậy nha. Cưng lắm á. Vậy phải được không?